Độc lạ phong tục đón vợ chen chúc xô đẩy nhau trên cầu thang, dân mạng xem mà hồi hộp giùm. Mới đây một đoạn clip ghi lại hình ảnh một phong tục cưới độc lạ khi một nhóm người bên phía nhà gái cùng nhau đứng đông nghịch trước cửa phòng của cô dâu, tìm mọi cách để ngăn cản không cho chú rể tiếp cận vào trong phòng để đón rước cô dâu về tư dinh nhà mình. Cho đến khi chú rể hào phóng vung tiền để mở đường thì tất cả mọi người sẽ tản ra cho chú rể tiến vào bên trong. Tuy nhiên, qua đoạn clip, mọi người đều thấy đám đông đang chen chúc nhau ngay trên các bậc cầu thang với lan can thấp. Nếu trong một giây phút bất cẩn xô đẩy nhau sẽ vô tình tạo ra những tình huống vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng đây không phải là phong tục cưới hỏi ở địa phương nào cả, mà rất có thể là một trò vui của những người bạn trẻ tạo ra để thêm phần hấp dẫn cho đám cưới. Song song với sự hồi hộp dõi theo quá trình rước vợ của chú rể, cộng đồng mạng cũng đã lắc đầu trước cái gọi là phong tục cưới trong đoạn clip. Bởi lẽ vui thôi, đừng vui quá. Nụ cười mà tắt thì khả năng cao không ai biết được sau đó sẽ xảy ra những gì. Một số bình luận được dân mạng để lại: bạn bè tôi mà kiểu này là tôi cho giải tán luôn. Một tí thì vui, nhiều tí lại vỗ nhau cho khỏi đám cưới luôn. Vui vẻ với nhau thì được, chứ không nên làm khó nhau. Trông rất vui nhưng hãy cố gắng để ý tới giờ rước dâu về nhà trai cho kịp giờ của hai bên gia đình là được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.